Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Thiên Hà Audio tìm hiểu về một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng trong thế giới âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp. Đó chính là thương hiệu D&B Audio Technic, một trong những thương hiệu hàng đầu của nước Đức và cũng thuộc loại là top 5 trên thế giới. Tất cả sản phẩm của thương hiệu này được sản xuất tại phía bắc của thành phố Stuttgart. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và được rất nhiều các nghệ sĩ biểu diễn tại trên thế giới, ví dụ như DJ Hatswell, hay là ngay tại Việt Nam, những cái show lớn của những ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như là ca sĩ Lệ Quyên, cũng tin tưởng sử dụng những sản phẩm của thương hiệu DB Audio Technic. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một model gọi là cỡ nhỏ, nhưng mà thực sự nó đáng được lọt vào là sản phẩm high-end đỉnh cao của những cái dòng sản phẩm Pro. Thứ nhất thì Hải Sơn xin nói về giá luôn. Đây là một sản phẩm cũng làm Hải Sơn rất ngạc nhiên vì giá của nó rất là cao. Nó có mức giá khoảng tầm là trên 80 triệu đồng cho một cái đôi loa. Mà đôi loa nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Một cái đôi loa này có cái trọng lượng chỉ khoảng tầm gần 8 kg. Và nó rất là gọn. Đây, nhìn tương quan kích thước thì trông nó rất là nhỏ. Nó có một cái củ driver chính là 8 inch. Thế cho nên con này là cái con nó có tên mã là 8S. Và nếu mà nhìn qua như thế này thì các bác sẽ thấy rằng là đây là cái loa nó chỉ có một driver. Nhưng mà thực chất thì nó có hai driver tích hợp ở trên một cái củ lớn, vì nó còn có một cái đường cho loa tweeter. Nó được làm bằng kim loại và đặt sâu ở phía bên trong. Sau đó là cái phía bên ngoài này thì sẽ có một cái nón đấy bằng vải coi như là che lại, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ. Nhưng thực chất đây là một thiết kế tweeter sử dụng họng kèn và là loa đồng trục. Và tổng cái đường kính của cái màng loa này là 8 inch, tức là khoảng tầm 21 cm. Và nó được làm bằng với một cái dạng là gân xếp lớp. Ngoài ra thì họ hay sử dụng nam châm neodymium. Cái này thì Hải Sơn đã nói nhiều lần là cái nam châm này đem lại cái hiệu suất tiếp nhận tín hiệu âm thanh và phát ra thì rất là hiệu quả. Và nó cũng giúp cho cái giải trầm đánh được rất là mạnh, cũng như là nó đáp ứng được cái công suất gọi là đỉnh điểm. Một cái cách, tức là một cái loa này nó sẽ hoạt động liên tục là công suất là 150W với cái trở kháng 16 ohm, nhưng mà nó có thể chịu đựng được lên tới là khoảng tầm 800W cho mức peak power, tức là nó có khả năng biến thiên rất là tốt. Thì cái điều này là điều rất quan trọng đối với những thiết bị biểu diễn. Đôi khi có những cái nguồn tín hiệu nó lớn đột ngột thì để bảo vệ loa thì bản thân cái củ loa này nó cũng phải đủ khỏe, đủ trâu. Thì cái chất lượng này thì hoàn toàn yên tâm. Và cái cách mà DB họ thiết kế tất cả các sản phẩm của mình, từ âm ly này cho tới loa này, mọi thứ đều chắc chắn tựa như là một cái cỗ xe tăng Đức vậy. Trông nó rất là liền lạc và nó cũng rất là xịn. Đó là loa. Chúng ta sẽ đến với tiếp tục là một thành phần không thể thiếu để cung cấp tiếng trầm cho hệ thống. Đó chính là một cái loa subwoofer. Thì tất cả những cái loa dòng Pro, kể cả các bác có chơi những cái loa có cái kích thước lớn, thì các bác vẫn bắt buộc phải sử dụng subwoofer để có tiếng trầm. Tại vì đồ Pro họ sẽ cắt cái giải tần số trầm tất cả để đánh xuống cho cái phần loa siêu trầm nó đảm nhiệm. Như vậy thì những cái loa con kia nó mới lên được cái mức cường độ âm thanh lớn và nó sẽ không bị cháy, vì nó sẽ không đảm nhiệm cái phần trầm mà trầm tất cả sẽ do những cái cục subwoofer này. Thì đây là một cái cục subwoofer cũng đến từ thương hiệu DB Audio Technic. Nó có tên mã là 12S. Thì cái số 12 ở đây tức là nó là đường kính của cái củ loa trầm 12 inch, thì nó sẽ tương đương với quãng là 36 cm. Thì chúng ta sẽ có một cái đường kính lớn cho một cái loa siêu trầm ở đây. Đấy là 12 inch. Và một cái cục siêu trầm này giá của nó cũng không hề là rẻ một tí nào. Nó có mức giá lên tới 55 triệu. Thì so sánh với tất cả các cái thương hiệu khác, nếu mà ở cùng cái kích thước của cái củ loa, thì thương hiệu DB này thường là luôn đắt hơn. Nhưng mà họ đắt hơn là vì cái chất lượng cũng như là cái sự đảm bảo. Một cái dòng chữ Made in Germany thì cũng nói lên tất cả về cái mức độ là chất lượng của cái thương hiệu này. Với một cái subwoofer như thế này, chúng ta chắc chắn là phải cần sử dụng với một cái âm ly. Đó chính là cái âm ly mà Hải Sơn sẽ giới thiệu ngay sau đây. Bây giờ camera sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cái dòng chữ D&B Audio Technic. Các bác lưu ý là chúng ta phải nhìn nhận là cái thương hiệu DB Audio Technic này, nó có cái logo là 3 cái hình vuông và một cái hình tròn, để chúng ta tránh nhầm lẫn với những cái thương hiệu khác có cái tên na ná. Cái con 10D này nó sẽ có một cái mức giá cũng rất là cao. Đó là mức giá 96.600.000. Thì đối với một cái Power Amplifier thì đây là những cái mức giá cao. Và cao như vậy thì nó có công nghệ gì đặc biệt? Thứ nhất là nó sản xuất tại Đức.
Đương nhiên sản xuất tại Đức thì phải đắt hơn sản xuất tại những cái nước khác như là Trung Quốc hoặc là những cái nước Đông Nam Á. Thứ hai là họ có những cái công nghệ riêng để matching cái âm ly với cả những cái loa. Ví dụ như chúng ta sẽ có thể kết nối máy tính vào đây thông qua phần mềm điều khiển hoặc là thông qua một cái giao diện điều khiển dạng web. Chúng ta sẽ truy xuất vào và chúng ta khai báo rằng là chúng ta đang kết nối cái đường ra này với cái loa là loa 8S, là chúng ta kết nối tiếp một cái loa subwoofer là cái loa 12S vào cái phần mềm để cho cái phần mềm này nó nhận diện. Thì khi nó nhận diện được ra thì nó sẽ tính toán những cái thông số về giải tần này, công suất này, rồi cường độ âm thanh làm sao để cho cái loa này nó phát được cái cường độ âm thanh không những lớn, chất lượng tín hiệu thì rất là cao, tức là nghe là hay nhất có thể, mà lại bảo vệ loa tránh cái hiện tượng mà chúng ta có thể bị hư hỏng thiết bị khi hoạt động với cái cường độ cao trong thời gian dài. Thì cái âm ly này nó được thiết kế ra để cho cái loa của hãng kêu hay nhất có thể. Thế nhưng mà cái power này không phải là một cục power bình thường giống như những cái power âm ly phổ thông trên thị trường, là nó có một cái hệ thống gọi là DSP, viết tắt của Digital Signal Processing, tức là xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Bản thân trong một cái chiếc âm ly gọi là công suất này, nó có cả bộ giải mã âm thanh DAC lẫn ADC cho tín hiệu chuyển đổi vào và tín hiệu ra. Vì thế nó có cái DAC đó lên tới là DAC 24 bit nhé, 96 kHz. Thì những cái nguồn tín hiệu mà chúng ta phát nó từ những cái bộ mixer này hay là từ những cái bộ gọi là vang số vào đây thì đều được nó xử lý lại âm thanh để matching và sau đó là giao loa. Vì vậy là âm thanh nó cũng rất là hay. Cái này nó là bí quyết riêng để họ ghép được cái hệ thống là sao mà hoàn hảo nhất. Và với một cái con power này, nó sẽ giúp cho cái loa 8S này và cả cái cục subwoofer 12S lên được cái giá trị gọi là cường độ âm thanh lớn nhất là 124 decibel tối đa. Đây là một cái mức âm lượng nó vô cùng lớn, có thể gọi là nó rất là kinh ngạc đối với một cái loa 8S chỉ nhỏ như vậy. Nếu mà về cái cường độ âm thanh này, nó tương đương với những cái loa có đường kính rất lớn, thậm chí là những cái thùng loa có thể lớn gấp 4 lần cái loa này mới có thể cho ra được một cái mức cường độ âm thanh khoảng 124 đến 127 decibel. Đấy là những cái thông số nó rất là khô khan về mặt kỹ thuật. Thì Hải Sơn chỉ muốn nói rằng những thiết bị của AudioDB, Audio Technique đã được thiết kế tính toán rất tỉ mỉ, cẩn thận để cho những cái dòng loa của họ hoạt động được tiếng hay nhất, an toàn nhất và đảm bảo được hiệu suất cao trong thời gian dài. Đấy là điều mà Hải Sơn muốn truyền tải. Tiếp tục bây giờ chúng ta cái bộ dàn này thì Hải Sơn sẽ giới thiệu trên khía cạnh là chúng ta sử dụng cho mục đích là ca hát karaoke một cách đơn giản hiệu quả tại nhà. Thì để mà ca hát mà dễ dàng thì chúng ta nên sử dụng với vang số thay vì là một những cái hệ thống mixer nó quá chuyên nghiệp. Thì những hệ thống mixer đó thì sẽ cho chất lượng âm thanh đương nhiên là cực kỳ là tốt, nhưng mà nó lại rất là khó dùng đối với cái nhu cầu gọi là ca hát trong gia đình. Thì để đơn giản hóa mọi việc và đảm bảo được cái chất lượng âm thanh cũng rất là hay, thì đó là AAP Audio K9900 Mark II. Thực ra nói về vang số thì đây cũng là một trong cái vang số gọi là tốt nhất để sử dụng cho nhu cầu karaoke phổ thông rồi. Vì giá của nó cũng lên tới 19 triệu, cũng không hề phải gọi là rẻ như những cái vang số thông thường. Một cái vang số này nó có rất là nhiều chức năng, nhưng mà Sơn sẽ đơn giản hóa vấn đề rằng chúng ta có thể cấu hình equalizer toàn giải âm rất là dễ dàng. Nhờ đó chúng ta có thể can thiệp vào để triệt tiêu những cái âm thanh nó bị, ví dụ là bị rền không như ý ở trong phòng, hoặc là can thiệp vào những cái tần số cao để triệt tiêu bớt những cái tần số nó gây ra hiện tượng bị rú, rít, micro. Và ngoài ra có thể chỉnh được nhiều cái preset, ví dụ như chúng ta ca hát hay chúng ta nghe nhạc sôi động hay là hát nhạc trẻ hay là phù hợp với cái tông giọng của mỗi người. Thì đây là cái thiết bị mà nó làm cái việc đó rất là hiệu quả. Bây giờ thì Hải Sơn sẽ để phần lớn thời gian để cho chúng ta trải nghiệm cái phần karaoke. Và nếu như quý vị và các bác có những cái nhu cầu sắm sửa những bộ dàn karaoke chất lượng thì hãy tới Thiên Hà Audio thử nghiệm ngay cái bộ DB Audio Technique đỉnh cao này. Không
Còn mưa thu trắng rơi bên thềm, không còn lời ru mà trên môi mềm em thơ như mùa xuân. Đường ta sẽ qua, nắng
vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười về trên nét môi, hay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau, cơn mưa nào xóa đi thương đau? Bao tháng năm dài, miệt mài đời như khói sương. Nghìn trùng dao sông vẫn vương, để nhớ thương lệ mặn buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi. Nắng mai tràn về, bướm hoa cười đùa, cùng sánh bước bên nhau dưới con phố dài. Đến trong mộng rồi, đến trong cuộc đời, lòng ngất người bên ánh trăng mơ màng. Đường về cô đơn em luôn mãi nhớ tên người, tình này em trao cho anh năm tuổi tuyệt vời. Nguyện tròn dân anh tình yêu đâu trong xa. Chẳng hỡi, đừng giữ riêng tôi, lòng đã yêu em rồi.
trong mộng.